Di Lạc với Chúa Xô là một người. Tại vì hai danh từ hai nước nhau. Chữ Di Lạc ở bên Tây Tạng gọi là Maxen, bên Âu Châu gọi là Messenger, rồi dịch cho tiếng Việt là Di Lạc, chứ nó cùng một nghĩa, cùng một người. Thì lúc đó Chu Văn Chương mới hỏi luôn với ông á, sau này Di Lạc hạ sanh ở đâu và nơi nào. Thì lúc đó lưu bố ông trả lời này thiên cơ mà, thì ông được cái giấy phép là được lậu cơ miễn tử. Thì ông nói là Di Lạc thiên tử sau này sẽ hạ sanh không ở trong hoàng cung là thái tử, tức là không phải là con của vua chúa hay là quan binh, cũng không phải ở trong cương vị ở trong đạo, tức là đạo Công giáo, đạo Hồi giáo, đạo Phật giáo, Ấn Độ giáo, Kitô giáo hay Do Thái giáo, tức là không có nằm trong tu viện. Ủa nếu mà không nằm tu viện, cũng không nằm trong nhà vua, thì làm sao gọi là sau này thành vua được, làm sao này thành giáo chủ được? Rồi thì cơ trời đi vậy. Thì lúc đó Lưu Bố Ôn ông nói ngài sẽ sanh vào một người con ông Thợ Mộc, một dân giả bình thường nghe.